trường phổ thông FPT Đà Nẵng thành lập năm 2015, tọa lạc tại khuôn viên đại học FPT tòa nhà Masia, khu công nghiệp An Đồn, Đà Nẵng. Như các bạn thấy, bên trái là mình đấy, mình sống trong thành phố, còn bên kia là một bạn nữ đến từ Quảng Ngãi và đang ở ký túc xá. Như mọi ngày, chúng mình đều thức dậy, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến trường, bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bạn có thể đến trường bằng nhiều cách, có thể là ba mẹ chờ đi, tự đi, mình sẽ đưa đón của trường. Một môi trường tuyệt vời giữa một thành phố đáng sống. Để biết nó tuyệt vời đến mức nào, các bạn hãy cùng mình khám phá một ngày của học sinh Lab School nhé. Cuối cùng mình cũng đã đến trường, sắp được gặp bạn bè rồi, ha hi hi. Mỗi ngày đến trường đối với chúng tớ đều là một ngày vui. Vì sao ư? Vì trường của mình rất tuyệt, để mình giới thiệu quá nhé. Trường của mình bắt đầu hoạt động từ năm học 2017 đến năm 2018. Và năm nay, chúng tớ chính là những học sinh khóa 2 của trường đấy. Chúng mình được học trong môi trường doanh nghiệp với đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, đầu ra cho học sinh được mở rộng và có nhiều cơ hội du học nước ngoài. Mỗi tuần học luôn luôn được học sinh đón chờ, đặc biệt là vào mỗi sáng thứ hai. Các tổ giáo viên trong trường đều tổ chức các trò chơi sôi động cho các bạn để khởi động một tuần học tập mới, thay vì khiển trách và chỉ trích vi phạm. Có tổ lớp này còn có 3 lớp, đó là lớp võ, lớp văn ti và lớp văn. Đầu tiên là giờ địa lý, bộ môn học mình rất thích, bởi vì cô hay cho lớp mình làm mô hình rồi lên thuyết trình, vui lắm luôn. Tiếp theo là giờ văn, mỗi giờ văn chúng tôi lại được học theo hình thức xã hội hóa. Trong cảnh trên thì các bạn đã nắm lại tác phẩm tình cảm đấy. Sau giờ văn là một môn học rất là đặc biệt, đó là môn Pathways. Đây là môn tiếng Anh sử dụng giáo trình Pathway theo chương trình của Mỹ, được giảng dạy bởi giáo viên nước ngoài. Vì vậy, nó đã tạo thuận lợi cho ước mơ du học của chúng mình. Còn ở thuyết trình, đây là môn mà các bạn được thể hiện năng lực bản thân, được nêu lên những quan điểm, suy nghĩ của mình. Đố các bạn biết đây là môn gì nè? Đó là môn lập trình Java. Một môn học khác thú vị không kém, đó là môn Business. Môn học này dạy chúng mình kiến thức về kinh doanh. Đã hết 4 tiết rồi. Như thường lệ, chúng mình đi ăn cơm trưa ở căng tin trường. Căng tin cách lớp không xa lắm, chỉ cần đi bộ 200m là dạ dày của mình sẽ đầy cắn bởi bao nhiêu món ngon. Ở đây, chúng mình được học cách xếp hàng mua phiếu, tự lấy cơm và đồ ăn giống như phương châm của nhà trường: tự lập để trưởng thành. Đây là thời gian chúng tôi trò chuyện vui vẻ với nhau. Ăn xong, mỗi bạn sẽ tự dọn phần ăn của mình và lên lớp. Sau giờ ăn, chúng mình sẽ chuẩn bị ngủ trưa. Chúng mình sẽ tự lấy nệm và gối và vào lớp ngủ. Một số bạn còn có thể xuống phòng ngủ riêng của trường để tiếp thêm năng lượng cho các hoạt động buổi chiều. Buổi chiều, chúng mình tiếp tục học 3 môn nữa. Môn đầu tiên là môn Art. Ở môn học này, chúng mình được thỏa sức vẽ và sáng tạo, được học cách phối màu và tạo nên những tác phẩm mà mình thích. Một môn học thú vị khác đó là môn công nghệ. Nó thú vị vì cô thường cho lớp mình chơi trò Shark Tank. Đây là tiết mà chúng mình được đóng vai các shark, các nhà khởi nghiệp, và cùng nhau thuyết trình và phản biện ý kiến của nhau. Tiếp theo là môn võ Vovinam.
Đây là môn học đặc trưng của F-School. Nhờ môn học này, chúng ta được rèn luyện sức khỏe, đặc biệt còn được học cách phòng vệ bản thân khỏi nguy hiểm của cuộc sống. Walk through life, every day is a new beginning. Every day is a new day, and everything's coming your way. Sau 8 tiết học trên lớp, đây là giờ chúng tôi thích nhất, giờ câu lạc bộ. Ở trường mình có nhiều câu lạc bộ lắm luôn, nào là cầu lông, bóng đá, cờ vua, nào là nhảy, guitar, lập trình, bộ game, tha hồ mà tham gia. Một ngày của tớ ở F-School là thế đấy, một ngày tràn đầy niềm vui và thú vị. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Xin chào tạm biệt. Thực ra là trước khi đến đấy thì cô đã trải qua một vài cái môi trường làm việc khác, và đến đấy thì cô đã thực sự tìm được cái niềm hạnh phúc của mình. Vì sao ạ? Vì trước hết là vì ở đấy thì tất cả các bạn học sinh đều rất là năng động và sáng tạo. Mỗi giờ học thì các bạn đều mang đến cho cô những bất ngờ thú vị, và cô cũng học hỏi được từ các bạn rất là nhiều. Và không chỉ rất là năng động, rất là giỏi giang, các bạn học sinh FPT thì còn rất là tình cảm và dễ thương nữa. Các bạn đã mang đến cho cô rất nhiều những cái bất ngờ ngọt ngào. Và cuối cùng là ở đây thì môi trường làm việc, tất cả mọi người đều cực kỳ thân thiện, dễ thương. Có những đồng nghiệp cũng giỏi giang, tâm huyết với nghề. Và cô nghĩ là chừng đấy thôi thì đủ đã mang đến cho cô cái niềm hạnh phúc trong nghề nghiệp. Mình cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi vừa bước chân vào nghề đã tới một cái môi trường rất là năng động, đó là trường trung học phổ thông FPT Đà Nẵng. Và môi trường này thì cơ sở và chất hạ tầng rất là tốt, vì vậy mà mình rất là dễ triển khai các phương pháp dạy học một cách tích cực và giúp học sinh hiểu bài hơn. Khi mà được học ở trường này thì mình có những trải nghiệm khá là mới lạ, như về các môn học thì mình được học nhiều hơn về các môn kỹ năng và các môn công nghệ thông tin như lập trình và vài môn khác. Tôi rất tin tưởng gửi cháu vào trường trung học FPT Đà Nẵng. Đây là một trường ngoài giáo dục văn hóa cho các cháu, trường cũng định hướng cho các cháu hướng về thực tế cuộc sống qua các môn học như music, thuyết trình. Ngoài ra trường còn cho các cháu học những cái môn ngoại khóa như vô vi nam, thể dục, để các cháu hướng tới là những học sinh, sinh viên toàn cầu và hướng tới là những công dân toàn cầu.